Hello các bạn, hôm nay mình sẽ trang điểm cho cái con này nha. Mặt con này quá là xấu. Hồi xưa con này là diễn viên rất là giỏi. Bây giờ mình sẽ đắp mặt nạ cho nó. Mình sẽ đắp mặt nạ hoa hồng nha. À, mình sẽ nhấc mặt nạ ra nha. Yo, và nó đã hết mụn rồi. Tiếp theo là đây là cái mask của mình nha. Tiếp theo là mình sẽ cho nó đắp cái mắt này nha. Xong sau một hồi biến mất thì nó cũng đã được rồi nè. Salon của mình rất là uy tín nha. Tiếp theo là mình sẽ bôi cái môi cho nó, bởi vì cái môi của nó nhìn rất là ghê. Xấu chít gì được. Tiếp theo mình sẽ bôi cái ngưỡng da nha. Cái kìa. Phệt phệt. Xong rồi nha. Mình sẽ xoa lên. Tên. Bây giờ mình sẽ chải lại cái tóc của nó nha. Chạy. Xong rồi nha mọi người. Xin hông. Bye bye mọi người nha. Bye bye bạn nha. Ngày mai mình sẽ làm bạn khác nha mọi người. Bye bye.